từng giây tôi yêu anh nhiều thêm bóng dáng ai vượt qua đây vượt qua đây. Chào, mình là Phúc Khang và đây là 3 ngày đi học bất ổn của mình. Ngày mai mình sẽ đi học và hôm nay mình sẽ nhuộm lại tóc của mình. Mà hôm nay mình nhuộm có tên là Very Deep Rose Gold. Mình thấy cái ghế này nó hơi thấp cho nên mình sẽ lấy cái ghế cao hơn. Xem kỹ hướng dẫn chứ không thôi là banh cái đầu luôn. Hơi thối nha. Nhuộm thôi. Ủa, tưởng đâu đang xịt tương ớt lên đầu không á. Rồi xong. À, chết rồi, vô mặt rồi. Mình nhuộm trong vòng 15 phút nha. Nhuộm như không nhuộm nha. Mình có chụp hình để post Instagram nè. Hello mấy bạn, hôm nay mình sẽ đi học. Mình sẽ xem coi là chuyến tàu nào gần nhất. May là hôm nay trời đẹp để lên lift. Đây là thẻ đi xe của mình, nó dùng để đi xe bus và tàu điện. Mà không có là đi vé mắc lắm luôn á. Lưỡng lưỡng không biết đi đâu luôn. Trời ơi, hôm nay đi học mà quên luôn cái mắt kiến ở nhà rồi. Coi như là xui một bữa đi. Mình sẽ nghe thông báo và nhìn cái chữ trên đây để biết là mình đang tới đâu rồi. Đây là cái xe bus đi tới trường của mình. Bình thường mình đi học trễ lắm á, bên đây quay clip là phải thức. Trường mình thì không cách trồng cây nhiều quá là nhiều. Gặp mình thì sợ rắn nữa, sợ mấy con rắn núp trong bụi không à. Từ khi qua đây mình có ám ảnh về động vật rất là nặng nè. Mấy con chim của trường mình nó có xu hướng tấn công con người mấy bạn. Lâu lâu nó từ trên cây bay xuống nó hù mình chơi gì đó. Đang ăn mà nó cũng cướp được nữa. Ở Úc mà tưởng nó ở Bình Dương không. Bây giờ mình sẽ đi tới lớp học của mình. Lúc nào mình cũng mặc đồ tao bao đi học hết. Nhìn cái ốp lưng thấy hơi bị chúi vậy đó. Hôm nay phòng mình học là 225. Mình thấy mấy bạn trong lớp này hơi bị nghiêm túc một xíu cho nên mình không có quay nhiều. Một bạn ở Sri Lanka đã cho mình quả táo nè. Đúng là quà tặng cột sống. Hi. Đây là nhóm bạn môn xã hội của mình. Mấy bạn đó là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đài Loan, Hồng Kông. Còn mình là... Nam. Tiếp theo tụi mình học như kiểu là môn khoa học vậy á. Có bạn thì viết bằng iPad như thế này. Còn mình thì viết giấy như hồi cấp 3. Cái này là bạn Lina nói mà nó không hiểu cái gì hết. Học vô đã rồi kia không hiểu. Vì là tuần đầu tiên cho nên mình thấy môn khoa học nó cũng không có nhiều lắm. Ngày hôm nay mình chỉ học có 4 tiếng thôi cho nên mình sẽ đi kiếm gì đó để ăn nha. Trời, hôm nay nắng đẹp ghê luôn á. Trời ơi, có mấy người ngồi ở đây luôn. Rớt điện thoại xuống đây là nghĩ về Việt Nam luôn. Tiệm này thì cũng hơi xa trường mình một tí. Biết sao mà cái xích nó đỏ gì không? Do tôi edit đó. À, và món này của mình chỉ có 13 đồng thôi nha. Hôm nay là ngày thứ hai mình đi học. Hôm bữa mình cũng dơ chân về và có người đi vô. Chỉ biết cười gượng cho qua thôi á. Trường mình thì có rất là nhiều những cái phòng cá nhân như thế này để các bạn ngồi học. Nhưng mà mình thì không bao giờ ngồi học ở đây hết. Mình đang hơi nóng mà mình không biết bật máy lạnh đâu hết. Bình thường ở nước mình là đồ bóng như thế này nè. Đúng rồi, air condition. Ủa, có sao không vậy? Ê, không biết gì nha bà. Không biết. Hi. Thật sự là đau đớn khi mà phải làm việc chung với bà nội này. Thì các bạn cũng biết là Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông đều nói tiếng Trung được đúng không? Thì mỗi lần ngồi xuống có việc nhóm mà tụi nó có cái gì cần hỏi nhau á, là tụi nó như vậy nè. Là mình không tồn tại luôn hay sao á? Mấy đứa này có ngày với tao. Tụi mình sẽ đi vào thư viện làm bài tập nha. Tụi mình sẽ học trong cái khuôn mà chỉ để sách thôi cho yên tĩnh. Và bây giờ tụi mình sẽ vào thư viện tập trung làm bài tập thôi. Là có học nhưng mà vừa học vừa chơi. Hôm nay tụi mình dùng bữa tại quán này gần trường. Gà ở đây mình thấy là ngon lắm nha.
Hôm nay mình đi cùng một bạn người Hàn và một bạn người Hồng Kông. Trời, ra tới đây mà còn ngồi học nữa. I'm so good at Vietnamese. Are you from 1 to 5? Hôm bữa mình mới dạy cho bạn nói tiếng Việt và hôm nay mình sẽ trả bài. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Thật ra mình chỉ cần chỉ bạn nó một lần là bạn nó đã nhớ rồi á. Mấy bạn ơi, mình không ra video trong vòng một tháng này. Giờ mình đang edit. Chắc bỏ kênh luôn quá. Trên đường đi về lại trường thì mình đã cùng Hailey đi mua thịt. Mình đã kêu nó mua miếng thịt này mà nó không chịu nha. Cỡ nó ăn chắc 8 tháng chưa hết nữa. Hôm nay là cuối tuần cho nên thịt nó sale khá là rẻ. Thấy nó lựa nát luôn cái sạp thịt rồi đó. Ngày nào mình cũng ăn mì hết cho nên mình sẽ mua thêm 2 gói nữa. Sau đó tụi mình đã quay lại thư viện để học bài. Mình thấy thư viện của mình trồng quá trời cây luôn. Mình khá là thích cái quả cầu đó bởi vì lâu lâu nó hay chiếu mấy cái hình hình lên. Thư viện của trường mình có 5 tầng và cũng có những phòng làm việc riêng như thế này nữa. Bữa sau mình sẽ dắt các bạn đi xem nha. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn món Việt Nam nha mọi người. Hôm nay mình sẽ vẫn đi với Hailey và Jenny. Nhà hàng này thì kế ở bên trường của tụi mình luôn cho nên tụi mình đi bộ một xíu là ra rồi. Ok, thì đầu tiên món của Jenny gọi thì là món mì xào. Còn mình thì gọi gỏi cuốn nhưng mà cái kiểu này nó hơi lạ lạ. Kiểu như mình thấy ở Việt Nam mình thì không có cuốn bự như vậy. Mì ngon nha mấy bà. Thiệt ra đây mới là món chính của tụi mình nè. Hailey thì cũng có gọi thêm món mì xào thịt nướng nữa. Mấy bạn ơi, kiểu như phở ở quán này nó để thêm cái nội tạng nhìn nó hơi lạ lạ và nó cũng ngon lắm nha. Để mình kể cho mọi người nghe cái chuyện này kinh khủng lắm nè. Thì chuyện là hồi sáng nay mình có đi xe bus công cộng và đột nhiên mình nghe có cái tiếng của một em học sinh ngay kế bên mình luôn. Và cái nước ói đó còn văng lên chân của mình nữa. Nhưng mà mình hỏi tất cả mọi người thì không ai có khăn giấy hết, cho nên mình đã xé tập của mình ra để cho bé đó lau. Rồi nhỏ học sinh nó kiểu: "Chuyện xui gùi chắc tôi muốn bà ơi." Nó thiệt là báo quá trời báo. Rồi thêm cái khứa này đang làm việc nhóm mà nó đi ngủ. Trời ơi chắc tao chết. Mọi bữa trưa thì tụi mình sẽ thường ăn trong căng tin và có những cái món kiểu Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Nhưng mà không hiểu sao lúc nào nó cũng làm hơi mặn hoặc là hơi ngọt hết. Gì trời. May là học buổi sáng chứ học buổi tối là cảm lạnh nha trường nha. Rồi mấy cái tờ này trên bàn của tụi mình nó trời ám ảnh cuộc sống. Tụi mình hay coi trên mạng có mấy con robot hay bán trà sữa, bây giờ tụi mình sẽ đi tới chỗ đó nha. Trường mình thì ở trung tâm thành phố luôn cho nên là đi ra là tới rồi. Ở cái tiệm này là mình liên tưởng tới mấy cái tạp hóa Việt Nam. Cuối cùng cũng tới tiệm của chị bán trà sữa Yotri nha mọi người. Hiện tại là quán đang đông khách nhưng mà chị đó làm một cách rất là từ từ luôn, đúng nể luôn á. Bây giờ cũng tới tụi mình order rồi nè. Mình hay uống cái loại trà sữa Oreo cho nên mình sẽ order cái đó để coi cái này làm ngon không. Thanh toán rồi nó mới chịu làm nha. Trời, nó lấy có cái ly hay nó đứng quá trời lâu luôn. Sau khi lấy một lượng đường nó sẽ quay sang đổ trà sữa vào nha. Rồi nó cho Oreo vào nè. Dù cho khách đông cỡ nào thì nó vẫn làm chậm y chang như vậy nha. Có rồi nè, mình sẽ uống thử coi có ngon không nha. Và sau khi mình đã so sánh với trà sữa của con người làm và cái trà sữa của cái máy này làm thì cái máy này dở hơn nha. Bà khỏi. Sau đó tụi mình có đi cái tiệm này ở Bình Dương. Đồ đạc là phải nói là quá là sến. Trời ơi, đi tới đây mà còn một phát cơm chó nữa. Cái người chủ của cái shop này chắc cũng bình thường lắm. Đến lúc mà phải kết thúc video rồi, cảm ơn các bạn đã xem tới đây nha. Đừng quên đăng ký kênh và kết nối với mình trên Instagram nha. Thank you. Đường thì tôi trái vời, còn tôi vẫn cứ đứng đợi.